Minh Hoàng cũng chào quý vị ha. Hôm nay thì Minh Hoàng cũng có ghé thăm nhà của chị Hoa đó, vô cái xóm, một cái xóm cũng bà con nghèo rất là nhiều. Nên Minh Hoàng xin phép được thay mặt các vị mạnh thường quân, thứ nhất là chị giấu tên ở bên Mỹ luôn đồng hành cùng mảnh ghép yêu thương của Minh Hoàng. Thứ nhì là chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba là anh Vũ bên Mỹ. Thứ tư là anh Phong Nguyễn ở bên Mỹ. Gửi tặng cho bà con nghèo 30 phần quà, 30 phần gạo. Hôm nay là phát ra 30 phần gạo đó. Là nhờ chị Hoa đi phát phiếu rồi dắt đi mua gạo. Dắt đi mua gạo xong đó mình về phát phiếu. Phát phiếu. Phát gạo cho bà con luôn ha. Rồi giờ mời chị vô sạp gạo mình mua gạo ha. Vô gạo mình bán gạo. Mình mua ở đây gồm có gạo. Gạo gì chị? Gạo gạo này. Gạo này là bao nhiêu? Một túi chỉ là 101. 5 kg ha. 5 kg ST25. Là chạy như 22.000 cái ấy ký rồi. Còn lẻ ở ngoài thì 19.000 mà gạo thơm. Bây giờ chị chị bớt đi. Bây giờ chị bớt đi mua bây giờ cái bao 5 kg mà nhân cục miệng đi. Cục miệng. 19.000. Từ thiện cái này nè, bây giờ chị bớt cái này chẳng đi. Cái này T25 rồi. Rồi bây giờ thì cái này tính chẳng đi, khỏi ấy gì hết, chị làm cho tôi 30 bao gì. Là rồi 30 bao. Ha, rồi chở vô nhà chị Hoa nè. Rồi giờ chở vô chổng rồi tôi đưa tiền cho ha. Giờ mất cầm máy rồi, mất rồi vậy ha. Rồi vô cái hẻm cái hẻm nhận thân mua lặng hả? Hẻm nhận thân đó, nhận thân mua lặng đó phải không? Hẻm tủ đó. Bỏ nó đi rồi chị ấy làm điền trả chồng cho mấy em nha. Rồi. Mai cái túi nó không đủ rồi, tôi vô cái bao này tôi cuộc mày đỡ cho không? Được. Miễn đủ 30 kg thôi. Miễn đủ 30 kg thôi, nhưng mà gạo này nha. 30 túi. Đúng rồi. Gạo đó ha. Tại vì mua cho bà con phải cho nó ngon chút. Này còn 17 túi là tôi thêm mua. Đúng rồi, không cho thôi, mình cho cho nó cho gạo ngon cho bà con nha. Rồi kiểm coi như tôi vô nữa. Rồi, gia phiếu tính tiền giùm em luôn nha. Rồi, quý vị đợi chút xíu nữa phát gạo rồi quay tiếp cho quý vị xem ha. Bình 5 kg 30 bình. Đúng rồi. Bình 5 kg 30 bình như vậy. Rồi mình đi chống mình phát phiếu chị ơi. Rồi chú qua đây luôn đi. Lấy giùm tôi đi. Chú ra chuẩn xe như ta giả chú. Lấy giùm tôi đi 7 triệu. Có 3 triệu. Trời ơi. Chị ơi, anh ra đây anh đại diện trả gạo chứ. Có cái gì đâu mà. Hôm nay Minh Hoàng có đến quay chị Hoa, thấy cái xóm nhà của chị Hoa cũng bà con khó khăn cũng rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay đi đột xuất Minh Hoàng không có chuẩn bị. Cũng xin thay mặt chị giấu tên luôn đồng hành với Minh Hoàng mạch ghép yêu thương. Chị Dung, anh Vũ ở bên Mỹ, anh Phong Nguyễn có biếu tặng cho bà con 30 phần quà, mỗi một phần quà 5 kg gạo với số tiền là 3 triệu anh ha. 3 triệu đủ anh ha. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh chú. Rồi 30 phần quà này hôm nay sẽ đặc biệt dành cho chị Hoa làm đại diện ha. Rồi được rồi. Được rồi, đứng ra đây nè, đứng ra. Tôi đưa phiếu nha. Cầm đây. Cho chị ấy xong. Anh đi chút xíu đi. Rồi ra đây mình đưa phiếu cho chị. Vô đầu cái bắt chị đi về nhà nha. Có đi phát luôn hả? Ngoại cô dâu à? Ngoại cô dâu. Đi dâm ngoại cô dâu. Cô dâu ha. Màu đỏ thì lên nổi luôn á. Đúng rồi, tháng mau diễn đúng. Anh tên đi vô đi. Anh tên đi vô. Hôm nay chị Hoa, anh tên đi vô chị Hoa. Hôm nay em sẽ cho chị Hoa một cái vinh hạnh ha.
là phát phiếu rồi phát gạo cho bà con nghèo của mình ở xóm ha. Xóm, dạ, rồi ở đây là em trao cho chị 30 phiếu. Với tương đương với 30 phần quà. Dạ. Bây giờ chị có bà con mình người nào khổ á chị phát ha. Lại qua cũng xin cảm ơn à, chị ngó vô màn hình chị cảm ơn các chị mạnh thường quân bên Mỹ. Mạnh thường quân bên Mỹ. Lại qua sẽ nhận một phần quà của bên các mạnh thường quân để phát ở xóm của đây là của kênh của Minh Hoàng Mạnh Ghép Yêu Thương. Kênh của Minh Hoàng. Bên đây là tiếng tiếng kết nối yêu thương. Tiếng kết nối. Các anh em kênh YouTube. Trên YouTube. Dạ, có Hoàng Thảo luôn. Dạ, giờ xin phát cho ở con về đưa đọc hết đúng rồi. Sống khó khăn. Rồi bây giờ mình đi phát phiếu từ nhà đi. Chị phát rồi. Nếu ở đây có ai ở đây thì ơi. Sáng giờ bụng mới ngủ vậy giờ cái môi từ lự. Ngủ sớm giờ. Rồi phát đi, phát cho bà con nghe. Rồi nay bà con nghe. Rồi mỗi người một phiếu từ lự. Rồi đây nha bà con ơi. Mỗi người phiếu thôi nha. Mọi người phiếu nha. Phiếu nha. Rồi mọi người quay qua đây nè, có thằng ở đây là đủ hết. Quay qua đây qua. Quay qua. Gái qua. Không kêu đâu. Không kêu quay qua. Anh người em có vô hát phiếu không? Sớm cả nhà có lại qua nha cha. Quá quá cả nhà. Mọi người phiếu, mọi người phiếu. Phiếu thôi, người phiếu thôi. Mọi người phiếu. Còn phiếu thôi. Rồi. Tao tao đi, tao đi thôi. Đi 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 về nhà nhà đi thiếu nói rồi lại sao phát mới đây chứ đi quá trời đông quá trời đông rồi đấy ở sớm không ba chục vé thì ba chục vé mai mốt chú mấy chú chưa có chút công đất rồi cái số rồi chú đừng nhớ lại lại đông nữa đó mà mình này còn đông hơn chú hơn quá trời luôn. Đi theo chị qua phát phiếu cho bà con khó khăn quý vị. Kêu gom ra đây đi, kêu gom là đúng rồi. Chứ giờ đi đồ nhỏ quá, chật quá rồi đông quá cái kẹt xe kẹt vào. À, chị có thể ngồi đó đi cho dễ đi. Ừ đó ngồi cho đi. Cái lọc của chị Hoa đó không gài. Chị Hoa nổi tiếng trên mạng á, khán giả yêu thương chị á. Chị Hoa thấy chị Hoa hôm nay sao cô? Quá đẹp. Giống chị giống hôm nay chị Hoa giống đại gia đúng không? Chị đi 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 phát gạo cho bà con nghèo nè đó. Ta yêu mến chị lắm. Ủng hộ chị ha. Cắt đi rồi chút xíu nữa có ai nếu mà khó khăn nữa thì cho thêm. Còn mấy giấy? Còn 6 phần. Ở đây nào bao? Bao. Nè, có 3 cái. Dạ hai. Dạ. Dạ. Công nhận thì mì thì mì dịu dàng quá ha. Rồi đưa cho bà, cho cô hai ha. Lát rồi bây giờ hỏi chị Hoa nè. Ông Hải đâu không thấy ông Hải lại. Đó đúng rồi đó. Ông Hải ông Hải thu á. Ông Hải thu á. Cái nhà hai kêu Hải là giùm cơ hai. Cái Hải là giùm cơ hai. Chị Hoa thì biết rồi. Rồi chị Hoa là từ lúc trước giờ mình có từng phát như vậy không chị Hoa? Hả? Sao? Đó giờ cái giống vậy cũng có ít có đi làm lắm, có đi phát cơm bắt đầu có. Còn phát phí này mới lần đầu tiên của mấy anh vô. Bây giờ là cảm giác của chị như thế nào nè, chị chia sẻ với bà con. Bữa nay là ý của nó là chính tay chị phát phiếu, chính tay chị phát gạo. Dạ chính tay cũng như là nhờ có Mạnh Thường Quân đưa giúp cho mấy anh vô tốt. Nhưng mà mấy anh vô tốt thì đưa qua bên cho Lệ Hoa phát thì giờ vô cùng sung sướng. Lệ Hoa là bữa nay thấy vui vậy á. Kìa cho tôi hết rồi. Giống như là Lệ Hoa. Thôi ơi cho ông ba lớn thằng với ông Hồi. Nước ngoài nè. Lệ Hoa cho ông ba lớn thằng. Ai ba lón hả? Ông ba lón. Ông nè đặng hả? Xong đưa cho ổng đi. Đưa cho ổng. Rồi còn bao nhiêu phiếu? Ấy, dạ, bà lễ, bà lễ, bà lễ. Bà lễ thằng đi. Nè bà lễ nè. Rồi. Rồi. Rồi.
kêu bên đây nói gì nè, lại có bà cổi đâu, bà cổi nè. Rồi. À bây giờ nè chị qua nè, à, chị đại diện. Đây đâu còn phiếu nè. Giờ bây giờ chị đại diện cho bà con nghèo ở xóm chị ha. Dạ. Chị cảm ơn Mạnh Thu Quân nói theo em ha, cảm ơn chị giấu tên ở bên Mỹ. Dạ tôi cũng lại qua xin đứng ra phát nhờ mấy anh lên tớp đưa phiếu phát cho ở xóm của lại qua cũng mấy người khó khăn. Trước hết thì lại qua xin cảm ơn Mạnh Thu Quân giấu tên. Nè nè ngó đây nè, chị giấu tên bên Mỹ. Dạ, dạ cảm ơn chị giấu tên bên Mỹ. Chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vũ ở bên Mỹ. Anh Vũ ở bên Mỹ luôn. Dạ anh Phong Nguyễn bên Mỹ luôn. Dạ anh Phong Mỹ bên Nguyễn. À Phong Nguyễn ở bên Mỹ. Từ từ. Trời ơi. Dạ. Bữa nay bà quýnh cái môi hết hồn luôn. Rồi. Rồi vậy rồi qua xin cảm ơn cả nhà luôn nha. Rồi bây giờ vô phát gạo cho bà con nha. Rồi, vô phát gạo cho bà con. Rồi bà chị. Rồi xong rồi bà con luôn. Nào có phiếu vô nha chị qua. Bây giờ chị qua đại diện cho xếp hàng vô cô, đại diện cho các mạnh thường quân phát gạo cho bà con nghèo ha. Xếp hàng vô rồi. Dạ, là hát bài nha. Rồi bây giờ phát trước đi chị phát từ từ đi rồi phát cho dạ. Chị qua yêu cầu ơi, lẫn cái đó qua. Phát bài vậy. Núi lớn lớn chút. Dạ, hát nổi đâu. Rồi 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 xong rồi, xong ra rồi. Rồi tới cái mã, mày em gái miền Tây. Em hiểu đây, ai nhân tay quá con. Đó vô. Không cần xé, không cần xé là lấy ra lấy đủ rồi. Từ từ. Trời ơi đừng có chen. Mình có phiếu thì từ từ. Có phiếu thì từ từ đi gì ơi. Có phiếu là được. Quá vui rồi. Đó. Dữ không? Không hay luôn. Ai cũng có phần hết trơn từ từ đi. Ai có phần. Lấy phiếu rồi đừng gạo. Cảm ơn chị nhiều nghe chị qua. Rồi đây em. Không, đứng đi. Rồi, xét phiếu đã. Xét trước đi. Rồi. Đây nè, cháu bà tờ ba. Tư. Cái chồng phiếu xuống này chị qua, trong tay kìa. Ừ. Rồi. Chị tới em, chị qua, cảm ơn chị nha. Rồi tới em qua. Không chị qua, không chị qua. Không có, không có, không có, không có. Nhảy rồi. có phiếu có con từ từ con có phiếu là có con vô lấy gạo chứ chị mày mà tùng đưa dành cho bà xá dành cho chị bạn con chứ ai chưa còn hai phần ông tùng đâu đi rồi đi ngồi đi ngồi đi ngồi đi ngồi qua múa ca rồi đi vui quá vui vui quá vui quá vui quá lại qua phiếu rồi mấy người có phiếu á có phiếu đâu phiếu mới được còn hai phiếu đủ rồi còn hai phiếu nữa đủ rồi. Giờ mình phát gạo miền Tây thì mình hát bản miền Tây quê tôi. Vỗ tay miền
tới quê hương ai về ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An cho đào hương lửa còn hương. Bà Ngọc có nắng chưa? Rồi bà gò công tân phương. Dạch miễu dây con đường dài bến tre cần thơ. Đường đi đến Long không còn nhưng bến pha xưa. Xe ta bôn bôn trên cầu Mỹ Thủy gió đưa. Trà Vinh trà cốt đón chào mời nhau bánh tét. Xa bé xa ngày yêu dấu đất mười trầm chị em. Ra bến mình kêu qua cầu Cần Thơ. Nói vui đời bờ sông Hậu Giang. Sống trăng đón vô vô đi con vô lấy đi con vô lấy đi con. Từ chối đành sao lời giao chân thật. Từ chối đành sao duy ngọt đắng quê mình. Bây giờ còn con số 1 rồi đọc lô tô con số 1 coi. Số gì đây? Số gì đây, con số gì đây? Trúng thưởng, đặc sản sắp căng. Mấy gì đây còn một với chó. Số gì đây? Số gì đây? Nghe chưa nghe về mà kể chuyện. Có bốn tầy chùa lên núi mà tỉnh kinh. Bốn trình bình ở chuông mà bạc giấy. Bàn tay phơi phới là hồng mà hà nhi. Người cầm cái ly Quan Âm mà Bồ Tát. Người cầm cái bát Phật tổ mà Như Lai. Qua vết bàn tay nhóc anh mà Kỷ Độc. Con số 1 kinh nào, cái người kinh đâu rồi? Có biết rồi. Trao thưởng nói sao ơi. Em trúng thưởng thì em trao phần quà cho anh. Em cho em hôn anh cái, cho em hôn anh cái. Em hôn cái làm kỷ niệm coi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Tại ta có phiếu nè, ta còn có phiếu nè. Chúng ta lãnh đủ rồi. Nó có tôi viên hay sao? Không sao, lần này không được, còn lần sau nữa. Không được, chúng ta lãnh đủ luôn rồi. Bữa nó có nữa. Bây giờ cô chỉ có bảo đây đi, lần sau có nữa. Ừ, lấy cái phiếu nãy cho ta đi. Tụng lấy rồi. Cái nãy có ai gọi giùm ba cái đó. Hồi nãy có ai ba cái đó, có ai lấy giùm đó. Ta có phiếu nè. Lấy rồi. Để đứng phía đây nó ký lấy rồi. Không có. Có cái cô kia nãy cầm ba cái đó. Ba cái là ba phiếu đưa ba bà. Không có, cô Tí ta không có lấy. Ủa tại sao dư phiếu mà thiếu gạo? Không có, cái bao nãy dư cô cho người đầy đi để đúng rồi. Cái bao dư nãy đó. Để lần sau mình có nữa mà. Không phải cái cô đó không có phiếu. Lần đầu mình chưa chuyên nghiệp gì. Không phải cái hôm nay cái cô đó đâu có phiếu đâu. Có phiếu tu giữ đây nè. Bây giờ hai phiếu mà hai phiếu không mà bây giờ cô đó không mấy thiếu gạo. Lỡ rồi. Rồi thôi lỡ rồi chạy đi. Lần sau đi cô. Đó. Dạ thôi lỡ rồi. Rồi thôi hôm nay đến thăm chị Hoa với lại cái xóm làng của chị Hoa cũng rất là nhiều hoàn cảnh bà con khổ quý vị. Minh Hoàng cũng thay mặt bà con nghèo ở xóm chị Hoa chân thành cảm ơn chị giấu tên, anh Vũ, chị Dung và anh Phong Nguyễn.
Cảm ơn các vị Mạnh Thường Quân đã có cái lòng hảo tâm hướng về giúp đỡ cho bà con nghèo ở Việt Nam. Minh Hoàng một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bây giờ Minh Hoàng cũng xin cảm ơn là anh Phong Vũ với chị Dung. Anh Phong Nguyễn. Anh Phong Nguyễn với chị Dung. Anh Vũ. Anh Vũ. Chị giấu tên. Với chị giấu tên. Và lại qua cũng xin cảm ơn với ba người là Mạnh Thường Quân là giúp đỡ cho xóm nghèo của Lệ Hoa. Vậy Lệ Hoa cũng xin cảm ơn rất nhiều nha. Rồi Minh Hoàng xin kết thúc video vậy. Chào quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.